Xin chào tất cả anh em, chúng ta hôm nay có rất nhiều những mẫu xe SUV sang trọng và đẳng cấp tại thế giới xe Đức. Chúng ta có một chiếc GLS 450 mới về nhé, màu trắng và nội thất là màu đen, ghế da Napa luôn. Tầm tiền để sở hữu một chiếc GLS tại thời điểm này là rất rất hợp lý rồi, khoảng nó loanh quanh 4 tỷ 2 cho chiếc GLS 450 màu trắng này. Một trong những chiếc xe anh em đi đa dụng, có thể là chở 6 đến 7 người thoải mái luôn. Mẫu SUV full size nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, phân phối chính hãng luôn. Chiếc này đã lên một bộ ghế da Napa cực kỳ xịn sò trong hãng rồi anh em nhé. Đấy, cái bộ ghế này nó sẽ xịn hơn cái bộ ghế zin, ngồi thích hơn. Chiếc này lăn bánh 39.000 km và có tầm tiền loanh quanh 4 tỷ 2. Đấy, màu trắng và thân đen, mang biển số Hà Nội luôn. Phần cốp thì được trang bị cốp điện tự động, có camera 360. Đây là hàng ghế sau cùng của chiếc GLS 450 anh em nhé. Đấy, rất chắc chắn, khoang cốp rất rộng, có thể gập linh hoạt được luôn. Toàn bộ body thiết kế bo tròn và giữ được cái nét cực kỳ thể thao. Đây chúng ta có một bộ mâm AMG 5 chấu cỡ lớn. Đấy, cửa rất là rộng luôn. Đấy, không gian ngồi rộng rãi thoải mái. Đấy, tay nắm cửa này của chúng ta là tay nắm cửa keyless go, xe được trang bị cửa hít anh em nhé, trang bị cửa hít luôn đó. Ở phần táp ly phía ghế lái chúng ta có một cái hệ thống chỉnh điện, ghế chỉnh điện có sấy sưởi anh em nhé. Đấy, hệ thống loa 4 meter âm thanh vòm. Trên vô lăng chúng ta có vô lăng ốp gỗ bóng. Đấy, có lấy chuẩn số trên vô lăng. Toàn bộ phần màn hình ở đây là nó liền bằng một cái bảng thông số cực kỳ thông minh. Đấy, hiển thị sắc nét của Mercedes-Benz luôn. Về động cơ của chiếc GLS 450 sử dụng động cơ 3.0 V6 đó, tích hợp động cơ điện giúp anh em vận hành êm ái và bền bỉ. Đấy, đây là khối động cơ 3.0 turbo tăng áp của Mercedes-Benz. Chiếc này thì bảo hành bảo dưỡng chính hãng hết anh em nhé, nên anh em yên tâm về chất lượng luôn, xe không có đâm đụng va chạm gầm nước gì cả. Đấy, tầm tiền hơn 4 tỷ cho siêu phẩm GLS 450 này. Ngoài chiếc gầm cao 7 chỗ thì tầm phân khúc 5 chỗ Long đang còn rất nhiều xe nhé. Một chiếc GLC 300 mẫu mới all new, mang ngoại thất đen và nội thất nâu, đời 2023. Đấy, lăn bánh hơn 10.000 km, đang có tầm tiền khoảng 2 tỷ 6 đổ lại thôi, rất vừa tầm tiền. Một chiếc Porsche Cayenne bản Coupe, chiếc này rất hiếm ở thị trường luôn, mới lăn bánh có 12.000 km, với thiết kế all black từ ngoại thất đến nội thất luôn. Chiếc này đời 2022, đăng ký cuối năm 23 và đang có tầm tiền vào khoảng hơn 5 tỷ anh em nhé. Mẫu GLC 300 màu đỏ rất phù hợp với anh em mệnh thổ mệnh hỏa, rất là vừa tầm tiền, đời 2023, giá khoảng 2 tỷ 6 đổ lại thôi. Chiếc này mới lăn bánh 6.000 km, cực kỳ mới. Một số mẫu xe ở phía dưới này chúng ta cùng nhau đi tham khảo thêm nhé. Vẫn là một mẫu xe quốc dân, chúng ta có một chiếc GLC 200, phiên bản này là bản 4MATIC, bản đủ anh em nhé, với hệ dẫn động là 4 bánh và chiếc này mang ngoại thất màu xanh, nội thất kem, mới đi 2.4 km thôi và đang có tầm tiền vào khoảng hơn 1 tỷ 6, ra tiền ăn bánh khoảng sát tỷ 7 anh em nhé, rất vừa tầm tiền. Đây là bản V1 với nâng cấp về mâm và một số option khác. Đấy, ở phân khúc tầm tiền thấp hơn khoảng hơn 1 tỷ 4 mà đời cao vẫn còn bảo hành chính hãng, Long vẫn còn một chiếc GLC 200 màu xanh nội thất kem. Đấy, chiếc này đang có tầm tiền cả ra tên lăn bánh khoảng 1 tỷ 479 triệu đồng nhé. Xe lăn bánh 35.000 km, rất vừa tầm tiền luôn. Phía dưới này nếu anh em phù hợp màu trắng thì có thể tham khảo thêm một chiếc GLC 200 bản 4MATIC. Bản này là bản đủ luôn rồi, tuy nhiên thì nó chưa được bản V1, đời 2021, lăn bánh hơn 4.000 km, đã có tầm tiền là 1 tỷ 579 triệu anh em nhé. Đấy, chiếc này màu trắng và tất đen, rất đẹp luôn. Xe một chủ từ mới. Porsche Cayenne mà bản khuôn tiền khoảng 4 tỷ đổ lại, Long vẫn còn một chiếc Porsche Cayenne đời 2019, mang ngoại thất là màu nâu và nội thất là màu đỏ. Chiếc này cả ra tên lăn bánh cho anh em vào loanh quanh 3 tỷ 7. Rất vừa tầm tiền, xe đi 4.8 km. Tất cả những cái mẫu xe tại thế giới Đức thì đảm bảo cho anh em là máy móc nguyên bản, không đâm đụng va chạm ngấm nước nhé. Em quan tâm và đặt chiếc xe nào thì bóc cho Long.